Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm nạn taxi ép giá ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, về vận tải taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm, chú trọng công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có với hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi đến tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí hợp lý các khu vực cho các phương tiện vào đón trả khách, tổ chức các làn đón trả khách trong nhà xe phù hợp thực tế khi có khách tăng. Phân luồng khách chờ đón xe, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, bắt chẹt khách trong nhà xe và trong địa bàn khu vực cảng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu sắp xếp tăng thêm diện tích bãi đỗ dành cho xe chờ nhằm đảm bảo số lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu lượng hành khách thông qua cảng hàng không. Tổ chức cho xe buýt chờ đón trả khách tại ga đến quốc nội phù hợp với hiện trạng khu vực cảng hàng không. Có phương án kết nối di chuyển bằng phương tiện giữa ga quốc nội và ga quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động điều tiết giao thông trong khu vực cụm cảng hàng không. Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng đỗ xe tại khu vực cảng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không miền Nam và các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, điều phối giao thông tại khu vực cảng hàng không, chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có đối với các hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe. Sở Giao thông Vận tải được đề nghị phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức tuyến xe buýt kết nối phù hợp khu vực cảng hàng không, làm việc với Hiệp hội Taxi thành phố, các hãng taxi, hãng xe công nghệ có xe phục vụ tại cảng hàng không để tăng số lượng xe phục vụ đồng bộ với tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cảnh báo tình trạng đưa thuốc điều trị COVID-19 không đảm bảo vào Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, Bộ Y tế ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế. Theo Bộ Y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn như đồ bảo hộ chống dịch, khẩu trang y tế, thuốc điều trị COVID-19, máy tạo oxy, kit xét nghiệm COVID-19, nước sát khuẩn, găng tay y tế đã qua sử dụng. Từ đó ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch và lòng tin của người tiêu dùng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể người dân trong việc tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các địa phương rà soát các văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tránh gây chồng chéo, tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh rà soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất, thiết bị và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế. Hoạt động này vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, vừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Các tỉnh thành cần tăng cường thanh tra kiểm tra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cát tường và những con đường đi mệt mỏi luôn vì không có toilet. Thưa quý vị, Cát tường hôm qua đã lên tiếng xin đừng bóp méo câu nói của tôi. Cho dù nỗi khốn khổ từ những con đường cả trăm km, những cây xăng nhìn to vật vã, không có nổi một chỗ đi toilet là có thật. Trong chuyến đi, tôi có ghé hai cây xăng nhưng cả hai đều không có toilet. Đi đến cây xăng thứ ba, nằm ngược đường thì đoàn xe mới thấy một cây xăng có toilet. Trong clip câu nói đầy đủ của tôi
là nét đặc trưng của một đoạn đường này. Ở xa lộ hay quốc lộ gì đó, ở miền Bắc là đi mệt mỏi luôn, không có cây xăng nào có toilet hết. Có cây xăng nhìn to vật vã, nhưng vào không có toilet. Tôi chỉ nói một đoạn đường, hoàn toàn không quy chụp tính chất chung của những con đường quốc lộ ngoài Bắc theo ý như vậy. Xin đừng bóp méo câu nói của tôi. Ngoặc kép là nguyên văn cải chính của Cát Tường. Khi trước đó, những phát ngôn về chuyện cây xăng không có toilet của nữ diễn viên bị phản ứng. Nhưng những con đường có khi cả 100 km, những cây xăng trông to vật vã, không có một chỗ đi vệ sinh. Khẳng định luôn, không phải là hy hữu, không hề hiếm, và là chuyện thật 100% từ Nam chí Bắc. Còn nhớ hôm dự lễ công bố chương trình Sức khỏe học đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính không ngẫu nhiên nhắc tới các nhà vệ sinh trong trường học. Chúng ta thường tính công trình chính là trường lớp, phòng thư viện, nhà thể chất, sân thể dục thể thao, còn vệ sinh nhà bếp là công trình phụ. Chính vì nhận thức là công trình phụ nên còn thừa đất chỗ nào, nguyên vật liệu dư thừa thì mang xây dựng nhà vệ sinh và nhà bếp. Chúng ta chứng kiến vô số những chuyện đau khổ khi rất nhiều nơi học sinh đã nhịn đi vệ sinh trong suốt giờ học vì quá sợ trước những nhà vệ sinh bẩn thỉu hôi thối. Đúng như Thủ tướng nói, từ cái nhà vệ sinh trường học là điều ai cũng thấy rất rõ, cho đến những cây xăng, những con đường không có một chỗ đi vệ sinh, thực ra nó là vấn đề nhận thức. Trong nhiệm kỳ này chúng ta sẽ xây dựng hàng nghìn km đường cao tốc. Chúng ta tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông như một đột phá chiến lược. Nhưng dường như không thể ai nói, ai bàn tới những cái tối thiểu cho dù đó là một nhu cầu, không thể không nếu như không muốn phải vào bệnh viện. Hôm đó, Thủ tướng yêu cầu bây giờ phải suy nghĩ nhà vệ sinh và nhà bếp cũng là những công trình chính trong trường học. Phải từ nhận thức tư duy mới chuyển thành hành động, tổ chức thực hiện cụ thể. Hình như sự thay đổi tư duy này cần được áp dụng không chỉ trong trường học, mà cả ở bệnh viện, trên những con đường thiên lý nữa. Trộm đột nhập doanh nghiệp phá két sắt lấy gần 1,3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã khen và thưởng nóng cho 3 đơn vị, gồm Công an thành phố Ninh Bình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó hồi 7 giờ, ngày 17 tháng 2, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tin báo phòng thủ quỹ của một doanh nghiệp lớn trên địa bàn phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình bị kẻ gian đột nhập, cậy phá cửa, phá két sắt, trộm cắp số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng chỉ đạo đội cảnh sát hình sự, đội kỹ thuật hình sự phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động truy tìm đối tượng. Sau 30 giờ tập trung truy xét và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ ngày 18 tháng 2, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Phạm Hữu Tài, sinh năm 1980, hộ khẩu xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, lực lượng công an đã thu giữ số tiền đối tượng trộm cắp được cất giấu trong nhà. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do từng thanh toán tiền bán vật liệu xây dựng với doanh nghiệp nên biết nơi để két sắt và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trang trải nợ nần. Tại lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng chiến công đầu xuân của các đơn vị với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Các đơn vị chủ công theo chức năng nhiệm vụ đã xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Chỉ trong một thời gian ngắn đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ được đối tượng. Đại diện doanh nghiệp bị mất trộm tài sản đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với những nỗ lực cố gắng và cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an thành phố Ninh Bình và Công an tỉnh để khám phá nhanh vụ việc.